Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ lên một video sen đá sai chung cho mọi người xem nha. Lâu lâu thì mình vẫn sẽ về một cái lô sen đá sai chung để cho nhiều bạn có thể chơi được. Mấy cây sai chung thì giá nó rẻ, tầm 30 tới 40 nghìn một cây thôi, như là ai cũng có thể chơi cái dòng này. Những cái cây đợt này thì cũng to và nhiều loại ngon đó các bạn. Những cái cây 40 thì lát nữa mình sẽ quay ở cuối video nha. Giờ mình sẽ quay loại 30 trước cho mọi người xem. Mini game thì vẫn ở cuối video nha các bạn. Đầu tiên ở đây là mình có một cây ngọc bích nha các bạn. Sen đá ngọc bích, cây này tầng lá đều đẹp nè. Màu thì coi như là mướt mát rồi nha. 30.000 một cây. Mấy cây ở đầu video thì 30 thôi nha. Rồi, đây là một cây mẫu đơn nha, mẫu đơn đợt này 30.000 nha các bạn. Mẫu đơn thì nó tùy đợt các bạn, đợt nào có một hai cây thì nó cao, còn đợt nào mà nó có nhiều cây thì nó rẻ. Đây là một cây nhật nguyệt nha, cây sen đá nhật nguyệt 30.000. Tiếp theo là mình có một cây liên đài trắng 30.000. Rồi đây là một cây lô la tím nha. Bạn nào thích nha cái dòng lô la tím thì bữa nay có lại nè. Rồi đây mình có một cây, cây này còn mới mới nè các bạn. Cây nó giống cái cây dù xanh đó, nhưng mà nó không đẻ dù mà lá nó có một lớp lông lông nhỏ nhỏ nè. Lá cũng mập đó, đẻ nhiều con nha, 30.000 một cây thôi. Đây mình có bánh bao lửa nè. Bánh bao lửa đợt này 30.000 nha các bạn. Phía bên đây là mình có đất kim 30.000. Rồi đây là mình có bánh bông lan nha. Mấy cây bánh bông lan này lên màu rất là đã luôn này. Cây này nó giống liên đài tím mà cánh nó sẽ khác một xíu nha các bạn. Nó có cuốc nhọn này. Rồi ở đây là mình có một cây một bụi đá cam nha các bạn. Đó, đá cam bụi 30.000. Phía bên đây là mình có sợi dẹt nha. Cây này mới nè các bạn, lá rất là mập nha. Nó kiểu dạng dạng mấy cây vuốt đó các bạn. 30.000 một cây. Tiếp theo là mình có mai đỏ nha. Mai đỏ cây này như một góc nha, 30.000. Còn đây mình có một bụi đá hồng mới này, rất là to luôn các bạn. Rồi đây là bông hồng xanh nha, hai đầu. Tiếp theo là mình có sen đá bông hồng nhăn nha. Cây này đang lên màu đẹp này, lá cũng mập nữa. Bên đây mình có đá bé tuyết. Cây này to lỗ chậu nữa các bạn. Rồi đây là một cây ngón tay nha. Tiếp theo là mình có bông hồng đen viền đỏ nè. Bên đây có xanh lửa nè. Đây là một bụi sen ngọc rất là bự luôn nha các bạn. Bụi này quá to luôn á. Quá rẻ cho một cây 30.000. Bên đây là mình có bông hồng xanh một đầu nha, cây này bự nè các bạn, tầng lá cũng dày nữa. Bên đây là mình có ruby đỏ nha. Tiếp theo là mình có một cây hồng xám, như lô này có đúng một cây hồng xám thôi các bạn. À nhờ, cây này là nâu nhám nha, lát nữa mình sẽ quay cái cây hồng xám sau, cây này là nâu nhám nha các bạn. Rồi đây là một bụi sen thái nha. Đây một cây xanh lửa nè các bạn. Mà cây này nó đang biết đầu nó đẻ chi chít luôn nè. Biết đẻ kiểu gì đây nữa. Tiếp theo là mình có pha lê trắng. Đây có một cây viền đỏ hai đầu nha. Bên đây là có một bụi bèo hay gì đấy.
Tiếp theo là ít lửa hai đầu nha các bạn. Bông hồng nhan này, bông hồng đã tím đã hồng giống mà nhiều tên quá mình lâu lâu mình quên. Tiếp theo mình có một cây hồng phấn nha. Rồi đây là có sen đá Barbie, thêm một cây viền hồng mới nữa. Đây liên đài trắng nha các bạn, cây này hình như có đục biển lá nhẹ. Tiếp theo là đô la. Rồi đây là mình có một cây ruby trắng nha các bạn. Đây có một cây mận ba đầu. Đây là bông lan ba đầu nha, bụi này rất là to luôn các bạn. Bánh trung thu cây nhỏ 30.000 nha các bạn. Nó nhỏ nhưng mà nó vẫn phun chậu qua, lát mình quay cái cây to hơn 40.000 sau. Rồi đây là Luella nha, một bụi 30.000. Đây một cây sỏi mới nè, sỏi cam này các bạn. Cây này sỏi cam cánh mập nha, lên màu cũng đẹp đấy. Rồi bên đây là mình có hồng dâu này, hồng dâu đợt này về lại này. Lô trước một số bạn mua không kịp đấy. Nó đẹp và rẻ, 30.000 thôi. Bên đây mình có Givalai nha. Đây là một cây dù xanh viền đỏ này, có một cây thôi. Tiếp theo có kim cương trắng này, ruby trắng này. Viva Line hai đầu, thêm một cây bắp cải tím cánh dài nha. Đó, đẹp luôn nè các bạn. Đây một cây liên đài tím nha các bạn, mận một đầu này. Bên đây một cây cũng thấy mới mới nha các bạn, cây này màu xanh mà lá rất là mập nha. Ở đây mình có ít lửa một đầu. Rồi đây là một cây hồng lai nha, mấy cây này lên màu đỏ đẹp nè. Bên này kim cương trắng này các bạn, cây này lên thụ á, gốc thụ nha. Rồi tiếp theo là mình có một cây giva nha các bạn, sen đã ghi ra. Đây có cây đế vàng các bạn, đế này lên màu vàng nha. Cây bánh bông lan này tầng lá xích đẹp nè các bạn, nhiều tầng lá đang lên màu cũng hồng hồng rồi. Rồi bên đây là mình có một cây dạ quang các bạn, Hawothia dạ quang. Cây này mình thấy cũng mới nè. Đó. Lá nó nhọn nhọn như kiểu đế các bạn. Rồi bên đây mình có thanh đế nha, 30.000 một cây. Như lô này có hai cây thanh đế ở đây thôi. Tiếp theo mình có ruby xanh nha các bạn. Ruby xanh bụi đợt này về cũng được 4-5 bụi ruby xanh gì đấy. Đây ruby xanh nữa nè. Đó, mấy bộ ruby xanh này các bạn. Cây này giống bánh bao nè các bạn, nhưng mà mình thấy nó hơi mới một xíu nha. Tiếp theo mình có sen đá Nuda, lá rất là mập đang đại nhánh nhiều. Rồi đây là mình có bắp cải loại mới nha các bạn, bắp cải tím mới. Nó lá nó quăng hơn nha, và cánh nó cũng ngắn ngắn á. Tại vì pha lê bên này cũng đang lên màu này các bạn. Bên đây có một cây không biết cây gì là đế hay là Giva gì vậy. Nó lên màu rồi các bạn. Tiếp theo có sen đá cỏ ngọc nha, nhiều bạn hỏi cây này lắm rồi, nay mình có lại được 3-4 chậu gì đấy.
Rồi đây là một cây sỏi xoáy nha các bạn. Sỏi xoáy 30.000. Đó, hồng dâu nè, thêm một bụi lua la nè. Bông hồng đen viền đỏ này, cây này đẹp này các bạn. Thêm cây này như pha lê nè. Bên đây có táo xanh nè. Đây một cây hồng bẹt nha. Nó gần gần giống hồng điệu á, kiểu như là cái cây hồng điệu nó lai ra các bạn. Đó, cây này như cái cây hồng điệu mà nó lai ra. Xanh lửa nè, cây này cũng đẹp nè các bạn, tầng lá dày đẹp. Rồi bên đây mình có một cây ba màu long nha. Cây này lên màu là đỏ nhiều các bạn. Để lát nữa mình quay cây đỏ hơn cho các bạn xem. Tiếp theo là mình có một cây cúc xanh nha. Cúc xanh một gốc đấy. Đây mình có một cây hồng hoang các bạn. Cây này chưa lên màu. Kiểu nó phai màu luôn chứ không phải là chưa lên màu các bạn. Để nhiều nắng quá từ màu hồng nó sang màu hơi vàng vàng nha. Đây một cây đất trắng rất là mập luôn, tầng lá đẹp. Đây thêm một cây ngọc bích nha, cây này tầng lá nó cũng rất là dày nha các bạn. Đó. Đây một cây, cây này cũng không biết tên gì nữa. Giống cái cây liên đài trắng các bạn mà nó lại màu xanh, lá nó lại mập. Đây lô la tím nè. Đây mình có một cây viền hồng giống mới nè các bạn. Rồi tiếp theo mình có sen đá Phật Bà nha. Cây này đều đẹp nè, một cái đầu to chính giữa và con chi chít xung quanh luôn. 30.000 thôi. Rồi đây một cây vân mai các bạn, lá rất là to và mập. Tiếp theo là bắp cải tím cánh tròn nha. Bên đây mình có thanh cúc, mấy con phía dưới nó hay cờ rét lắm nè các bạn. Cây này thì mình thấy nó giống ba bi nè, nhưng mà vẫn thấy nó hơi khác khác một kiểu. Có thể nó lai mới ra các bạn. Đó. Đây một cây xe dâm gì đó, không biết tên luôn. Cây để đang lên màu vàng vàng nha. Cây này nó giống cây ngọc thiên thanh này các bạn. Mà không biết chắc chắn không. Không chắc nha. Đây mấy cây ba màu long, cây này lên viền đậm rồi nè. Tiếp theo là một cây liên đài trắng nhiều đầu, bụi nhiều đầu, một gốc. Cây này là sen xịn đó các bạn, cây này là Graptuvia Rowin á, mà hiện tại nó chưa lên màu thôi. Cây này nó lên màu là hồng đỏ các bạn, rất là đẹp luôn nha. Đó, hiện tại thì nó chưa lên màu nhưng mà nó thuộc giống sen xịn đấy. Đây là cây viền đỏ nha các bạn, cây này mập này, đã mập. Bên đây có một cây kim cương xanh rất là to nữa các bạn, nhưng mà xui cái là nó bị vận chuyển nó bị đụng mất một lá ngay đây, chứ không cái cây này coi như là bao phê luôn các bạn. Cây này thì bán 40.000 đấy mà bán 30.000 thôi. Ở tầng lá quá trời luôn nè. Lá mập đẹp luôn các bạn. Có đúng một cây. Rồi bên đây là một cây mận hồng đào nha. Cây này thì nó chưa lên màu nhiều đâu. Nó lên màu đỏ hết á. Cây bên này thì nó giống pha lê. Về màu cam cam. Đây mấy cây hồng bẹt rất là to luôn nè. Thêm lô la tím nữa nè. Cái cây này cũng không biết tên nữa, bạn có một cây thôi nha. Nó kiểu dạng xe dùm á. Thấy lá nó giống giống cây hồ lô các bạn. Mấy cây bông bắp cải mới nè. Bắp cải mới lên màu rất là đẹp luôn đó. Đây mình có hồng phấn hai đầu nha.
Rồi đây là một cây sim tím. Tiếp theo là ba bi nha, cây này nhiều đầu này. Đây một cây bé tuyết siêu to luôn. Cây này như size to rồi chứ không còn size chung nữa các bạn. 30.000 một cây sen đá rất là to và đẹp như thế này. Tiếp theo là có táo xanh nè. Đây cây mận lên màu này các bạn. Đây một cây cây này nó kiểu bắp cải viền đỏ các bạn. Đó. Bữa mình hay gọi nó là viền đỏ nhăn á. Nó nói là cái cây như này mà lên màu nè. Tứ phương đỏ nha các bạn, có một cây thôi, nguyên lô này có một cây, đúng một cây tứ phương đỏ 30.000 thôi. Hàng dâu này, mấy cây rất là đẹp luôn. Đây mình có cúc tím nha, có cúc tím, cây này thân cao nha các bạn. Đây thêm một cây loại này nó giống lô la các bạn, nhưng mà lá nó mình thấy nó mỏng mỏng nè. Mấy cây sỏi lên màu rất là đẹp nè. Cây này như Opalina các bạn. Để mình xem còn cây gì. Đây là cúc gai nha. Tiếp theo là bông hồng tím nè. Rồi cuối cùng là mình có một cây hồng xám nha, cây này mới là hồng xám này. Cây lúc đầu là nâu nhám nha các bạn, hai cây nó sẽ khác nhau một xíu, hồng xám có một cây thôi. Đó là sơ qua về những loại cây 30.000 nha các bạn. Nó còn chắc cũng sót một vài loại mà mình chưa nhìn thấy để đọc tên cho mọi người xem đấy. Có gì các bạn cứ inbox cho mình chụp hình cho bạn lựa ra dễ cũng được. Rồi tiếp theo là mình sẽ quay một số cây loại 40.000 nha. Đầu tiên là có một cây mới nè, cây này lên hồng rất là đẹp nè các bạn. Bữa trước mình cũng có về cây này rồi và cũng hết rất là nhanh luôn, như đợt này có hai cây các bạn. Tiếp theo là mình có hồng sảy nha, hồng sảy đợt này có hình như 2-3 cây gì các bạn. Rồi đây là bông người ta hồng Hà Lan. Hồng Hà Lan lá mới nha các bạn. Đó, có hai cây á, loại hồng Hà Lan mà kiểu lá mới mới. Rồi mấy cây đã nâu rồi các bạn. Đã nâu có vài cây, mấy cây sen cành cành thì vận chuyển nó khó khăn các bạn. Hơi dễ gãy nha. Tiếp theo Viva Line hai đầu nè. Bên đây có một cây sỏi pha lê nè, các bạn nào xem tới đây là săn cái cây này ngay lập tức luôn nha. Nhưng mà một số bạn mà xem trẻ trẻ chắc chắn là hết rồi á. Đây một cây sỏi thiên thanh mới nha các bạn. Đây góc già màu đẹp luôn nha. Cây bên này to nè các bạn. Đó, loại này mới và to nè, lên màu nâu nâu các bạn. Xiên thịt nha, xiên thịt và đá vàng nè. Bên đây có rong nho nè các bạn. Có mấy chậu rong nho rất là đẹp luôn nha. Xum xuê. Tiếp theo là Black Queen nè. Bên đây một cây đế mới nha các bạn. Đế lá rất là mập luôn nè. Kiểu vừa vuốt mà vừa lai với đế. To đẹp chắc cũng có gốc trong đây, gốc già. Rồi đây một cây cũng mới mới chưa biết tên nữa nè các bạn. Cây này lên màu chắc đẹp nè. Tiếp theo là có trứng cá nha. Trứng cá đợt này như có được 2-3 chậu vậy thôi. Và mấy cây mới nhiều đầu nè các bạn. Đây lô la đỏ nè. Lô la đỏ đợt này cũng ít nè. Như có 1-2 cây gì thôi. Cây sỏi này lá nhọn nhọn. Thấy mới mới nè các bạn. Lên hồng nha. Và nó giống cây Rubidona các bạn. Nhìn giờ mới thấy là giống cây Rubidona.
Đây là một cây viền lửa mà kiểu loại mới nha các bạn. Lá nó sẽ hơi dẹp một xíu và nó bự nhọn nữa. Lên mọc rất là đẹp nha. Rồi đây một cây nhung gì đấy, nhung long. Một cây cảo nâu nha các bạn. Cảo nâu đột biến là ra cây cảo tím này. Cây này hay gọi bên đây hay gọi cảo tím, bên đây gọi cảo nâu. Rồi tiếp theo một cây giọt lệ cà rét này các bạn. Hình như có đúng một cây. Mấy cây này không có nhiều, sen 40 mỗi loại có một hai cây gì thôi. Một cây nhện xanh nha. Tiếp theo là mình có mỏ vịt. Mấy cây cảo nâu nè. Đây kim cương tím nha. Đây có cây lắc vinh hai đầu này. Bên đây cũng là cúc tím nha các bạn, nhưng mà cây này là cây gốc thụ nha các bạn, nhìn cái gốc đã chưa. Đó, cái cây 30 thì nó gốc nó chưa có thụ bằng cái cây này đâu. Đó, cây 40 thì gốc rất là thụ luôn. Đây có một chậu sỏi Barbie nha. Đây cây viền đỏ loại mới nha các bạn. Đó, lô trước cũng có một cây và hết. Nói chung là có một cây hết rất là nhanh luôn. Tiếp theo là có hồng đĩa. Đó, hồng đĩa to đẹp nè, nhiều tầng lá, màu cũng đẹp rồi. Còn đây mình có đĩa ảnh kim nha các bạn. Cây này gốc một thụ nè. Đĩa ảnh kim có hai cây nha. Rồi đây là một cây sỏi xanh nha các bạn. Đó, sỏi xanh có một cây thôi, lâu lâu mới thấy lại cái cây này. Tiếp theo một cây mặt trăng đang lên màu coi như là xuất sắc luôn các bạn, một bụi. Đó, hồng mập này, mấy cây này cũng thụ hết rồi nha, rất là to luôn đấy. Bên đây có thạch ngọc Mỹ này, sen chuỗi ngọc loại mới nè các bạn. Rồi đây là một cây nhung cam nha các bạn. Cây này là nó cũng có long long kiểu sen nhung và lên màu cam nha, cam đỏ. Có một cây thôi. Tiếp theo là sỏi trắng nha các bạn. Nó lâu lắm rồi mới thấy được một cây sỏi trắng sai chung á. Đợt này như mình có hai cây à. Rồi bên đây là một cây giống cây cúc gai nhưng mà cảnh ngắn và mập nha các bạn. Giống cây cúc gai lúc nãy mình quay á, mà cảnh nó ngắn và mập hơn rất là nhiều. Bên đây là có một bụi đá xanh rất là to luôn các bạn. Nó gốc thụ nha. Cây một gốc thụ nè. Siêu to luôn. 40.000. Đây có bánh bao xanh loại mới nha. Đó, hai đầu. Đây là bánh trung thu nha các bạn. Bánh trung thu bụi rất là to luôn nè. Một gốc nhiều đầu nha. Bữa hình như có mấy bạn hỏi cây này mình quên mất rồi. Đây, để ghi vào một đầu nha. Đó, sỏi trắng này, có hai dòng sỏi trắng đây đó. Rồi đó là sơ qua về những cây sen đá 40.000 nha các bạn. Đó, 40.000 thì không có nhiều đâu, khoảng 30-40 cây gì đó. Rồi, ở video này thì mình đã giới thiệu hết các mẫu cho mọi người xem rồi. Các bạn đặt hàng cứ liên hệ vào Facebook, Zalo hoặc là số điện thoại phía bên dưới nha. Phần mini game thì các bạn cứ đọc và làm theo hướng dẫn là được. Đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau.